Ok, xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái tình huống khi đi đầu tư mà khá là nhiều bạn đã từng gặp phải, và kể cả những bạn khi mà mình chưa có tham dự đầu tư thì bạn cũng nên biết cái tình huống này. Cái tình huống này cũng là một cái rắc rối, là một cái nỗi đau mà nhiều người đã từng gặp phải, đó là thị trường đảo chiều và đi xuống. Tức là như thế này. Ví dụ bạn đầu tư vào một thị trường nào đó, ví dụ bạn đầu tư vào một cái đặc khu kinh tế nào đó của Việt Nam, bạn đầu tư vào một cái tỉnh nào đó tại Việt Nam, bạn đầu tư tại một cái địa bàn nào đó gần trung tâm, hoặc là bạn đầu tư ở trong trung tâm Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là thị trường ven đô lân cận. Thế thì ví dụ cái thời điểm bạn mua là 10 đồng và sau đó thì thị trường nó đi lên, và sau đó thì thị trường đi lên đến tận 20 đồng. Và sau, tuy nhiên bạn không có bán lúc đấy, và sau đó thì thị trường bắt đầu nó xuống dần, và bạn nghĩ là thị trường nó có thể phục hồi nhưng nó lại không phục hồi. 20 đồng nó xuống dần 17 đồng, 16 đồng, 15 đồng, rồi nó xuống đến 12 đồng. Và xuống đến 12 đồng bạn rất muốn bán nhưng mà bạn lại không bán ra được đấy. Thì tôi gọi cái tình huống đó gọi là thị trường đảo chiều và đi xuống. Một cái tình huống khác là khi bạn mua vào thì rất tiếc nó lại ở đỉnh, tức là ở lúc đấy thị trường nó cao điểm nhất 10 đồng, và sau đó thì những cái nhà đầu tư người ta thoát ra, những cái nhà đầu tư lớn họ thoát ra, họ ra khỏi thị trường, và thị trường sau đó thì sụp đổ và chỉ còn 5 đồng, 6 đồng. Và vấn đề là 5 đồng, 6 đồng bạn bán rẻ nhưng cũng rất là khó bán. Đấy, thì cái tình huống này là một cái tình huống rủi ro trong đầu tư, và nhiều người khi mà họ gặp thì họ rất là bất ngờ bởi vì họ chưa từng trải qua những cái chu kỳ thị trường như vậy. Ví dụ với kinh nghiệm cá nhân của tôi đã từng trải qua khoảng độ 3-4 chu kỳ thị trường thì tôi cảm thấy là đó là chuyện rất là bình thường, và điều đó tất nhiên là sẽ xảy ra. Vì thế những người có kinh nghiệm hơn người ta sẽ đi vào thị trường và người ta đi ra đấy, vào những cái thời điểm thích hợp. Thì đầu tiên là ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một số cái giải pháp, và tôi có rất là nhiều những bạn học viên nhờ tôi hướng dẫn những cái giải pháp này mà kiếm được tiền, hoặc là hạn chế được cái rủi ro khi đi đầu tư. Thì trong video này tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài cái giải pháp và bạn có thể ghi nó xuống để áp dụng cho chính mình. Cái kinh nghiệm số 1 ở đây, trong nhiều trường hợp khi bạn đầu tư vào một thị trường nào đó thì đó là bạn nên bám sát thị trường đó, và bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin thị trường. Thì cập nhật từ đâu? Có thể bạn cập nhật từ những người môi giới, cập nhật từ các cái nhà đầu tư khác. Rất nhiều người đầu tư thì họ không có giao lưu với nhiều nhà đầu tư khác, không có giao lưu với những người môi giới bất động sản. Thế nên là họ không có cập nhật tình hình thị trường. Khi mà thị trường có dấu hiệu của sự chậm lại thì đôi khi bạn cần thanh khoản tài sản luôn. Tôi ví dụ thị trường 10 đồng, bạn mua lúc 10 đồng đến 20 đồng rồi. Và khi thị trường bắt đầu chậm lại thì bạn quyết định ok, bán nhanh, bán rẻ một chút 17, 18 đồng và bạn đi ra khỏi thị trường, tránh tình cái tình trạng là từ 20 đồng sau đó giảm dần, và 2-3 tháng sau bạn quay trở lại thì nó tụt xuống còn 12 đồng mất rồi, và lại mất tính thanh khoản. Thì nhiều người họ sai lầm là họ không bám sát thị trường, không cập nhật thông tin thị trường từ những người môi giới, từ các nhà đầu tư, hoặc họ không có đọc cái thông tin, những cái thông tin ở trên báo, trên internet, vân vân. Cái kinh nghiệm thứ hai ở đây, ngoài cái việc là thường xuyên bám sát thị trường và cập nhật thông tin thị trường, là một số bạn là bạn nên là dùng cái việc gọi là di chuyển thị trường. Tức là có những thị trường khi mà nó đã bị chậm lại, mất tính thanh khoản thì bạn có thể xem xét đến việc là di chuyển sang thị trường B nào đó, và bạn kiếm tiền ở thị trường B đó. Còn tại thị trường A, bạn chấp nhận một thực tế là nó đã sụt giảm và rất khó để phục hồi hoặc tạo tính thanh khoản. Thì cái tâm trí của bạn thay vì tập trung vào vấn đề đấy, thì bạn đi tìm những cái giải pháp khác và kiếm tiền ở những cái thị trường khác đấy. Thì đó là một cái hình thức khác khi mà thị trường đảo chiều. Cũng có những trường hợp là khi mà thị trường đảo chiều thì đi xuống, thì bạn có thể là bạn đi tìm những nguồn thu nhập khác bằng những cái công việc kinh doanh và đầu tư. Khi mà thì thay vì phải bán cắt lỗ tài sản thì ví dụ bạn 10 đồng bạn bán cắt lỗ tài sản 6 đồng thì có nghĩa là bạn lỗ 4 đồng. Nhưng cũng có những trường hợp không bán 6 đồng, giữ lại và 2 năm sau, 3 năm sau thì tài sản đó nó lại tăng trở lại và thành 13, 15 đồng. Tôi đã có những cái kinh nghiệm khi mà mua những cái tài sản từ cách đây 6 năm, 7 năm. Nếu như sau 1, 2 năm mà tôi bán nó đấy, thì cái thời điểm đấy là tôi sẽ bị lỗ 10 đồng, tôi chỉ bán được 8 đồng, 7 đồng và rất là khó bán. Nhưng mà sau đó tôi vẫn kiên trì, tôi giữ cái tài sản đó.
Thế và 4 năm sau, 5 năm sau thì lại có người trả tôi là 14, 15 đồng. Thì cái bài học ở đây là đôi khi bạn nên là có những tài sản bạn đã chót mua và thị trường nó đã thay đổi rồi, nó đi xuống rồi, thì bạn có thể chuyển sang nó dạng là đầu tư dài hạn. Đấy. Và bạn đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập khác, và sau đó một thời gian thì tài sản nó có thể người ta sẽ tăng giá trở lại, bởi vì là ngoài những việc là sự thay đổi hạ tầng quy hoạch, còn một yếu tố nữa đó là đồng tiền nó cũng bị mất giá, và tổng kết lại thì bạn vẫn có lời trên cái tài sản đó chứ bạn không hề bị lỗ. Đấy. Đấy là một cái kinh nghiệm nữa cho một số bạn khi mà thị trường nó đảo chiều. Tôi chúc bạn có những sự tỉnh táo khi đi đầu tư, cập nhật bám sát thị trường. Đấy, hay là lúc cần giải quyết tài sản thì bạn có cái sự quyết đoán thì bạn sẽ giải quyết được tài sản nhanh hơn. Thì tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn và gặt hái được thành công khi đi đầu tư.